Ờ, có dấu tay nhóc, đúng rồi. What? Nhóc đâu? Ui! Wow. Không, cũng được, cũng được. Cái này hù cũng được. A few moments later. Tôi nghe tiếng rồi đó. Wow! Wow! Wow, trời ơi, má ơi, hù quả chết thiệt luôn á má. Hù quả chết tôi luôn á. Alo, 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 1, 2, 3, 4, alo. Rồi, à, đến nay à... Why? I did everything you wanted me to. Tại sao tao đã làm tất cả những gì mày muốn? Mày còn muốn tao làm gì cho mày nữa hả? Okay. Làm sao? Mày không thấy tôi sắp sống động không? Ủa nó không để manh mối gì cho mình đấy hả? Ôi cái tay của một nhân vật chính chảy máu đó mọi người ơi. Cái tay của cái ông nhân vật chính chảy máu rồi. Bị trầy rồi nè, bị trầy ngay mấy ngón tay rồi. Ủa có lấy đèn pin ra được không? Ok vẫn được. Ồ. Cái này là cái biểu tượng của bà phù thủy nè, cái biểu tượng của cái phù thủy á. Ôi, đây là cái lần đầu mà tôi thấy có mấy cái biểu tượng mà nó làm bự vậy luôn á. Tại vì bình thường chỉ là mấy cái biểu tượng nhỏ nhỏ thôi. Để coi có manh mối gì không mọi người. Game kinh dị, game kinh dị, game kinh dị giải đố. Đây rồi. Cục băng nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng coi về cuộn băng nha. Ơ, cái con quỷ nó đặt tay lên vai. Ui khoan, đứng dậy. Ủa thằng nhóc nè, thằng nhóc bị bắt nè. Thằng nhóc bị bắt vô. Thằng nhóc bị bắt vô trong một cái ngôi nhà kìa. Trên bức tường có một cái vết quẹt tay. Video này chỉ vỏn vẹn có 30 mấy giây thôi à. Hay hãy là hắn đã đưa Peter tới cái basement. Ồ. Là cái ngôi nhà này đó hen. Ok. Chưa, mình chưa có cứu được thằng nhóc, là mình vẫn đang trong cái quá trình đi giải cứu thằng nhóc nè. Mình là cựu quân nhân mà. Tên game Hiếu có game dưới bình luận á. Game tên là Blair Witch. Ồ. Cái game này chắc cái này là cái lần đầu tiên nó đưa mình vô một cái ngôi nhà luôn mà người bình thường nó cho mình có buồn què vậy. Bình thường nó cho tôi ở trong rừng không à. Nó oh shit. Đã không thể quay trở lại nữa rồi Elite. Chúng ta phải cần kết thúc chuyện này thôi. Rồi xong. Má một sống một còn tại căn phòng này luôn rồi. Hết luôn rồi. Ôi da, thôi chết rồi mọi người ơi. Bên ngoài thì trời đổ mưa. Bên trong thì mình đi tìm hiểu nhà. Ô. Trong đây là một căn phòng không có gì hết. Mấy ông để ý vô cái đây nè, đợi tôi xíu. Mấy ông phải để ý vô cái này nữa thì mấy ông mới hiểu cái chuyện gì đang diễn ra. Nhìn vô cái phần cái camera bên phải thấy không? Cái này là dùng để soi ban đêm đó mọi người. Cái này là đưa gần lại để coi. Má cái nhà gì nhìn như cái nhà cũ quá vậy? Trời, có con cóc nè mọi người. Ủa trái banh hả? Trời ơi, nếu là con cóc thì tao không sợ mà tự nhiên có trái banh lăn từ trên đó lăn xuống. Ủa trái banh của thằng nhóc, trái banh của Jimmy, trái banh của thằng bé trên đó đó mọi người. Má ơi, vậy là bây giờ đi lên lầu hay là đi dưới đất? Ủa không có còn manh mối nữa hả ta? À, hình như là
Hình như là mình cần phải đi theo cái gì á. Mình phải đi theo cái vệt màu trắng hay sao á. Cái nãy nó cái mình đây nè, cái mình mối trắng đây nè. Nam thấy trong cái camera mình đang cầm mình có phải không? Đó. Chỗ nào có cái manh mối trắng đó là mình đó đó. Đây có không? Trong đây không? Vậy là bên này. Ôi, má nó làm cái không gian hẹp quá à. Ủa khoan đã, nó làm manh mối ở đây màu trắng, đúng rồi. Oh, chìa khóa nó chỉ có ở đâu đây thôi. Ủa khoan, ờ hình như cái cửa này ông đâu có mở được đâu. Cũng không phải luôn, vậy là phải đi tìm chìa khóa rồi. Đi tìm chìa khóa mọi người ơi. Đây là một trong những cái cuối cùng được gửi đến. Và ông ta đã cố gắng rời khỏi cái chỗ này. Đây là cái có thể khiến cho ông ta cảm thấy rằng mình đã di chuyển đi. Tôi nghĩ rằng đó là một cái mà Let Grab đang nghĩ cho cái The Hound. Ông ấy sẽ có thể cố gắng nghe được cái Military Servant nè. Và đó là tiếng của và đó là cha của anh ta. Và cô đơn hả? Cô Lon, Lon là cô đơn nè, Lon là một mình nè, cô Lon là cô đơn. Thôi khỏi dịch đi. Nếu dịch hồi nữa chắc không nghe hiểu luôn. Mọi người còn hiểu mé mé, còn hiểu mập mờ, mình dịch hồi chắc cuốt hết mọi người quá. Sao trên, ồ, hình như cái phòng này nó giáp thằng bé, ê, cái phòng này nó nhốt thằng bé nè mọi người. Cái phòng đó nó nhốt thằng bé hay sao á. Rốt cuộc là cái chìa khóa nó ở môn. Mình chỉ có đi vô cánh cửa này mới được thôi. Nhưng mà chìa khóa thì nó không có nằm ở đây. Chắc mình bỏ qua một cái manh mối nào đó rồi đó. Hiếu nghĩ là chắc cái manh mối nó phải nằm trên lầu á. Tại vì cái trái banh nó rớt thì trên lầu nó rớt xuống. Vậy thì chìa khóa chắc chỉ có thể nằm trong phòng này thôi. Ồ, không có một cái gì luôn á hả? Biệp vợ. Ôi dạ, mũi chích quá mọi người, đợi tôi xíu. À đây, 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 đây. Đây, đây, đây. Ở trong đây nè, ở trong đây nè. Trong đây có màu trắng nè. Vậy là chìa khóa nằm trong đó. Chắc chắn rồi. Chìa khóa chỉ có thể nằm trong đó thôi. Trong đây nè. Cái vật trắng nằm trong đây nè. Ồ, shit, vậy làm sao ta? Vậy có phải là nếu mình tua lại cái đoạn y gian vậy á thì cái cửa nó sẽ mở không ta? Hình như là ổng chưa có mở cái cửa đó cho nên là nó không có mở được. Nếu mà ổng mở là mình đi được rồi, mà ổng chưa mở biệp thiệt luôn á. Đây nè, ổng chưa có mở cái này. Con bò bị bắt rồi, con bò bị bắt ngày hôm qua rồi, đang đi giải cứu nè, giải cứu bé bò và giải cứu bé luôn. Ủa rốt cuộc là cái chìa khóa nó ở mô. À
Alo, có ai cả chỉ miếu ba len của mọi người là cái chìa khóa nó nằm ở đâu được không mọi người? Oh shit. À, không phải ngày hôm qua, ngày hôm kia, lộn, ngày hôm qua ốm livestream. Cái có ai có thể giải cứu tôi được không chứ cái này tôi đù quá. Không biết là nằm ở chỗ nào luôn á. Cái này là cái chỗ mình vừa mới vô nè. Cái trắng trắng đó là cái trung tình á anh, không phải tinh trùng đâu má ơi. Cái ông đó là phù thủy mà không có bắn mấy cái đó đâu. Không có đâu. Đúng rồi, nếu như mà cái này là mà ngoài đời thiệt là mình đạp cái cửa mình xông vô là được rồi, nhưng mà nó không có cho đạp. Hiếu nghĩ là chắc chắn là nó nằm ở đây nè. Nhưng mà mình không có, ủa, mình có đường vô hả? Ủa vậy sao mà làm bằng cái cách nào đó mà hồi nãy tôi mặc định là ở đây không có cửa để vô vậy? Là hồi nãy nè tôi đứng ở đây nè, tôi nói là mình phải vô trong đó được thì mới có được manh mối, tại vì cái màu trắng nó nằm trong đây. Nhưng mà tôi không có thấy, không nghĩ luôn là ở đây có đường vô luôn. Biệt. Không ngờ luôn á, không tin luôn. Không biết luôn á. Không biết nữa. Thấy không? Không có nhớ. Trời, mỗi lần nó lấy cái gì đó là cái đèn này bị tắt hả? Cái vụ này gần nhà em thiệt không em? Má mày sao hay vậy quá, tao đi đâu tao cũng nghe câu đó hết á. Cái vụ này gần nhà em nè, đợi em ăn cơ. Oh my god. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống cái hầm nơi mà thằng nhóc bị nhốt để đi giải cứu nhóc. Rồi xuống dưới đây là tiếng mưa hết rồi. Ủa khoan. Ờ, cái chỗ này là cái chỗ ban đầu mình vô mà. Tôi nghe tiếng rồi đó. Wow! Wow! Wow, trời ơi má ơi, hù quả chết thiệt luôn á má. Hù quả chết tôi luôn á. Ủa game này bình thường nó có hù đâu. Game này từng bữa giờ chơi nó không có hù luôn á. Game này bình thường nó chơi nó không có hù luôn á mọi người. Bình thường bữa giờ mình chơi nó chỉ có giải đố đơn giản bình thường thôi. Mà sau nay hù quá ác vậy, sao thâm độc quá vậy. Má game gì thâm quá vậy. Dở nách lên coi thử coi. The light just made it angry. Má hù, má hù thâm độc quá luôn á. Tôi nghe tiếng nó nữa rồi. Oh my god nè. À, nó tự đóng cửa lại và chúng ta đó, cái tiếng nó như là cái tiếng của cái con. Oh my god. Chết mẹ chưa. Đừng có hư cái đèn lúc này chứ má, sao chơi game kinh dị mà hay hư đèn quá. Hay mất đèn quá. Game kinh dị làm buổi sáng được không? Đây nè, cái vạch trắng đây rồi, đi theo đây thôi. Đây, cái bạch trắng qua đây. Ủa, cái bạch trắng đâu nữa rồi? Cái bạch trắng ở đây thôi à. Nó chỉ để là ở đó thôi. Đây rồi. Cái bạch trắng mở cửa. Sao mở cửa không được? Ôi, có tiếng nước chảy ở trong kìa. Oh shit. Ủa, sao ai lại dặn nước ở đây vậy? Bịp vậy? Ai dặn nước ở đây vậy trời? Cái nhà này vẫn còn xài nước được nữa hả? Thiệt cũng vậy.
Rồi rốt cuộc là cái phù thủy dắt cái bé đi đâu dữ vậy? Rồi lại có thêm một cái cuộn băng nữa, chiếu này lên mà là video Vinset mới hay nè. Ủa khoan đã, cái này là cái cảnh đầu tiên của tôi với lại con Bullet vô trong gần mà. Mày là một con chó tốt, đúng rồi, mày đó. Ủa cái này là, ôi trời ơi, nó quay lại cái cảnh con Bullet, tôi bỏ con Bullet lại á mọi người. Oh my god, nè. Ủa khoan đã, tôi mới lượm được một cái cuộn băng gì mà. The Shadow không phải cuộn băng này, còn cuộn băng khác, The Moodle, The Chare. Không phải cuộn băng này. Không phải luôn, không phải. Không phải luôn. Ờ hình như cái cuộn băng này tôi mới lượm được nè. Cuộn băng này không có tên. Nó là một cái cảnh của một cái con đường có một cái cửa, hai cái ghế treo lủng lẳng. Nào đái hay gì tôi nghe tiếng gì vậy? Ôi. Là cái chỗ đó lát nữa muốn đi qua là mình chắc chắn phải tua về, tua về vậy nè thì cái mới có cái đường để đi qua đó. Rốt cuộc là cái phòng nào là cái phòng giam Peter? Cái phòng nào là cái phòng giam nhóc chứ lộn. Nhóc có tên gì không phải tên Peter. Còn nhóc có tên gì tôi quên luôn rồi. Chơi game bữa giờ tôi chỉ nhớ tới tên của tôi Elite, rồi với lại tên của ông bồ tôi tên là Red, với lại thằng, với lại các ông cảnh sát trưởng là Lan Ninh. Ừ, nhưng mà giờ tôi vô đây rồi, giờ tôi cần phải tìm cái đoạn đường có hai cái ghế để tôi tua lại cho nó đi. À nhóc tên Jimmy đúng không? À đây rồi, đây rồi, đây rồi mọi người. Ok, mình sẽ tua lại cái cảnh cái cửa đã mở. Ok. Thấy game hay không? Mình tua trong đó là ở đây nó sẽ có. Nó hay là nó hay cái chỗ đó đó. Mấy dịch Peter. Peter? Ờ nhóc tên Peter đúng rồi. Peter, con có đó không? Chú tới cứu con nè. Peter. 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 Peter, Peter, Peter. Đây, đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Peter nè mọi người. Ủa, cái này cái ghế hả? Tôi tưởng Peter. Ơ, nhưng mà căn phòng này là... Ồ, có dấu tay nhóc, đúng rồi. What? Nhóc đâu? Ui. Wow. Wow. Không, cũng được, cũng được. Cái này hù cũng được. Nhưng mà cái này không có hết hồn bằng cái kia. Má ơi, cái kia mém đái không quần luôn. Cái này yếu, miếng hù này yếu. Miếng hù ghẻ gúng. So với một cái con game mà mua 180 mấy ngàn, cái miếng hù đó nó rẻ gúng. Không đáng. Chào đó. Mày chắc hẳn là Elite rồi, cảnh sát trưởng. Ôi tôi đi tới đâu sao mấy cái này nó quay trở về lại như cũ hết vậy? Ôi khoan đã, sao nó có lúc là mới lúc là cũ? Tôi đang ở trong một cái vòng lặp thời gian á mọi người. Ông đồi ơi. Rồi tôi biết rồi, thằng Elite này là Dr. Tran. Lát nữa công bố danh tính Elite này là trong ha Adventure. Còn cái thằng Peter đó là Peter Parker. Cái thằng nhóc hồi nãy giờ mình đang cứu đó, tên thiệt của nhóc tên là Peter Parker. Thằng nhóc là gì đó, người nhện. Trời ơi là trời. Ơ, nó tự chuyển cảnh luôn. Nó tự chuyển cảnh tôi tới giờ đây luôn. Rồi mất luôn cái đèn luôn rồi. Đi về hướng có ánh sáng chứ ai lại chơi game kinh dị mà đi về hướng bóng tối. Dừng lại đó đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Không còn gì đâu. Ủa tôi đang có mặt ở đâu á, tôi không biết luôn. Sheriff là cảnh sát.
cậu phải quyết định thay đổi nó hay không, Elite. Ủa sao ông nghe cái ông cảnh sát đang nói chuyện với chính bản thân tôi kìa. Ơ ơ what, what the fuck, cái gì vậy? Hãy đến đây với em đi. Come to me. Ten. Cái bài come to me quên rồi. Ở đây chúng em có sashimi. xin lỗi mọi người. Hù mọi người vui thôi, chứ tôi có sợ đâu. Tôi có sợ gì đâu. Tôi chơi mấy cái game kinh dị này nhiều rồi. Sợ gì đâu sợ. You are for her. Mày chính là cho thằng đó. Là sao? Có gì vậy? Bồn tắm bị mấp rồi, bồn tắm bị cũ rồi. Tắm này ai tắm á? Ô. Ô, sau đây lại nhận được tin nhắn điện thoại nữa kìa. Tôi nhận cầm được một cái gì vậy? Ủa cái này là của tôi mà. Ờ à, không. Cái này phải của tôi. Cái bóp này giống của tôi thôi chứ tôi cũng không biết chắc có phải là của tôi không nữa. Trên này có sáng một con chuột. Trời ơi con chuột hút thuốc mọi người ơi. Trời ơi là trời. Con chuột nó hút thuốc nè. Cái này hả? Mấy cái này hả? Gùi. À quên, có tin nhắn điện thoại. Cái gì vậy? Mọi người đợi tôi xíu, mọi người gùi quá mọi người. Cùi nó bu lên bé bò nữa nè. Gì vậy? Gì vậy trời? Chơi game gì mà gùi bu dữ vậy? Đợi tôi xíu mọi người, gùi quá. Mình mới nhận được một cái tin nhắn đúng không? Đây. Đã quá đủ rồi. Mày đào, em không muốn mình phải nằm xuống dưới chung với anh hả? With you gay. À, with you. Look up. Cái này không phải. Cái tin nhắn nào vậy ta? Ồ, có tin nhắn của bác sĩ nữa hả? That, đó là đúng rồi. Hãy ra khỏi cái đó đi. Ồ, cái ông này bị bệnh hả ta? Sao có tin nhắn của bác sĩ trong điện thoại không nè? Rồi, ông này bị khùng rồi. Ê, tôi nghe tiếng của cái con đó nó ở bên ngoài cái cửa sổ bên bãi tôi kìa. Tới nữa rồi đó. Tới nữa rồi đó. Đó, tự đóng cái cửa lại luôn. Đó, tới nữa rồi đó. Đã bao lâu rồi? 4. Các ông cảnh sát trưởng vẫn đang nói chuyện với tôi. Hình như là cái ông... Ôi, tôi mới thấy cái tai của nó kìa. Ôi, cái tai nó nè mọi người. À, cái cây thôi nha mọi người. Bị khóa luôn rồi. Vậy là mình chỉ có đi duy nhất một cái con đường này thôi. Ánh sáng. Có ai nghe tôi không? Khoan đã. Ôi cái giọng nói. Cái giọng nói này là cái giọng nói của tôi. Cái lúc mà tôi tách cái bộ đàm ở ngay cái chỗ mà khá, cái chỗ mà còn con mua lịch cái, mọi người nhớ không? Tôi nói mà. Cái đó là tôi sẽ tự gọi cho bản thân của tôi. Từ quá khứ gọi tới tương lai. Game này ghê lắm, đừng đùa.
Lát lòi ra thằng Peter là Peter Parker. Lát lòi ra thằng đó người nhà anh đó. Cái ông phù thủy á nha là Iron Man. Không có ai ở đây hết. The light. Nó kêu the light. À hình như là mình cần. Có tôi. Mình phải cần lấy cái bộ đàm. Somebody there. Anybody. Ủa? Ồ, khoan đã. Somebody there. Anybody. The light. Cái xe của ông cảnh sát ở ngoài này nè mọi người. The light. The light là ánh sáng. The light hả? À, chắc là nó kêu mình nhìn vô chỗ nào có ánh sáng á. Turn on the lights. Turn them on. Cứ nghe tôi đi, bật nó lên. Oh. Oh. Một cái màn giải đố từ cả hai không gian luôn. Từ quá khứ luôn đến hiện tại luôn. Bật đèn lên. Đây rồi. Vậy là tự chính. Ủa? Sếp? Cảnh sát? What? What? Sao tôi lại giết một cảnh sát? Ủa bịp à? À không không, cái đó là một cái cảnh mình coi lại. Vậy là ông cảnh sát chết ở đây. Ủa cái ông cảnh sát chết ở đây hả? Chứ không phải là cái ông cảnh sát chết ở dưới cái tán lá bị che hả? Ủa vậy đâu mới là sự thật vậy? Liệu đâu sẽ là sự thật? Liệu Elite có giết chết cảnh sát trưởng? Cảnh sát trưởng đã chết dưới tán cây hay là cảnh sát trưởng đã chết trong ngôi nhà? Nào bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta cùng đi tìm hiểu. Đòn lúc là đừng có nhìn á. Đòn lúc, ok. Follow the bat là đi theo cái màu trắng này đó hả, cái kẻ hả? Trời ơi con nào ui, có cái gì đó ở ngay cái lối rồi đi rồi, và chúng ta cần phải làm cái gì đó. Nó kêu là đừng có nhìn hả? Không nhìn sao đi ơi, không nhìn sao đi. Đừng có nhìn nó nha mọi người, đừng có nhìn nó. Wow, mình vẫn đi qua được. Còn không ai nhìn thấy tôi. Không ai nhìn thấy tôi. Nam mô em đi lẹ lẹ. Không ai nhìn thấy tôi. Ok. Chị là một người đến sao? Biết em đã có người ở gần bên, nhưng anh sẽ, nhưng đừng hề đây và chờ em. Mỗi ông bảo tôi chẳng quan tâm đến ngày đêm. Ok, xuống được rồi. Đòn lúc không được nhìn, nó kêu là không được nhìn. Là mình không được nhìn trực diện vô cái con quái vật đó. Ok, qua nó rồi. Ô, máu. Oh my god.
Vết máu. Ôi, cái đường đi là đi đường này, nhưng mà cái vết máu là ở đây. Là một người chơi game thì thôi thôi, chúng ta đừng tìm hiểu á, chúng ta đi đường này thôi, chúng ta đừng tìm hiểu. Đừng đừng đừng. Tôi tính nói là một người chơi game thì chúng ta nên tìm hiểu đó là vết máu đó là gì, nhưng mà thôi. Là một người chơi game chúng ta cứ làm theo kế hoạch của game là được nha. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà na ni thước ra đát ra đa ra đà ra a lì no. Rồi mất tiêu cái vạch kẻ đường luôn. Ở đây hả? Ở đây giờ là mất. No no. Một cảnh sát đã nói. Lại là giọng của cảnh sát, đúng rồi. Tin tôi đi. Cái gì đó? Có cái gì đó? Can you hear me, bro? Cái gì đó? Cái gì đó mấy ông coi đi nha, tôi không biết gì đâu á. Alice, đã có chuyện gì diễn ra ngoài đó vậy? Ôi, tối thui luôn rồi mấy cha ơi. Rồi rồi, cái này là tự rồi luôn. Cái này là tự mò tự đi luôn. Chỉ đi theo cái vạch trắng thôi nha mọi người. Nhà tôi không biết bất kỳ xung quanh. Ôi, có người nào đang đi vậy? Cái đứa nhảy ra nó hù không trời. Cái này chết luôn á. Ai làm gớt gì kìa? Đã nói rồi, tối nè, làm game cho tối vô con ma đi. Không thấy đồ gớt cái gậy nữa đó. Tối nó chống gậy nó đi á má. Nhà phát hành game làm vậy đó. Tối quá con ma đâu có thấy đường đâu đi, nó té đó. À! Xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người. Tôi tập trung vô trong cái camera đó quá. À, mình zoom bự lên mình coi cho nó dễ nè. Đi theo sát cái thành này. Mệt quá, chẳng lẽ có mỗi một mình mấy fan sợ nè. Tôi đây sợ nè, tôi người chơi đây nè. Tôi ngồi sát rạc cái màn hình này nè. Tôi không sợ thôi. Hay vậy quá. Cậu có nghe được không, Elite? Over. Adam. Adam. Ai tên Adam? Rồi có điện lại rồi, mừng quá, có đèn lại rồi. Wow, hú hồn luôn đi. Cái gì đó? Cái gì đó? Có ma cỏ không? Để ta biết, ta chơi tiếp nè. Có không chơi nữa đâu, cái gì đó? Ơi, cái gì đó? Cái gì đó? Ai đó? Có một con chó, ai đó? What happened, Peter? Peter? What the hell, cái gì vậy? Người rốt cuộc cái người đang ngồi, cái người đang đứng ấp mặt đó là ai ta? Giống cho mấy cái bức tranh của ta. What? What the fuck? Rồi sao tới cái chỗ rút thăm may mắn 24 giờ rồi, Lucky 24 giờ. What the hell? Ôi, tôi nghe cái giọng nói bên tay. Ôi, tôi nghe cái giọng nói bên tay phải của tôi rất là gần luôn mọi người. Cái game này nó làm hay quá ha. Tại sao lại có cảnh sát vào cái ngôi nhà này?
Ủa, đi lộn bên rồi mấy má ơi, phải đi ra ngoài mấy má ơi, hay vậy quá. Chắc phải tiến lại xe cảnh sát hay gì á. Alice trả lời. Ui. What the fuck, sao này bị bán? Và máu này là của ai nữa? Peter? Peter Parker? Peter Parker? Alice? Đúng rồi, it's me. It's me. It's me. You say somebody there. Anybody. Mình nghe được tiếng điện. Shit. À. Hãy nghe tôi nói đây Alice, có chuyện gì đang diễn ra vậy? Cái người cái gì nè? Cái ông hồi nãy bị bắn chết là trên hồ sơ của cảnh sát có ghi á. Ghi vậy đó. Z gọi tới hả? Đu. Và đang tại một cái team đã bị bắn bởi cảnh sát. Ờ. Và bao nhiêu cái hỗ trợ cố gắng đưa vào bệnh viện nhưng mà đã unarmed, hình như là unarmed hình như là bị bắn rồi đúng không? Unarmed là bị bắn chết rồi đó. Trời ơi, game vậy mà nó kêu câu ốp đu ti, trời ơi là trời. Game này game kinh dị má. Ơ. Ồ, cái này là nó bắn chết anh trai của cái thằng nhỏ mất tích. What the fuck. Đã mất thằng nhóc, đã bị thằng nhóc đã bị dụ vô rừng rồi. Mà it's còn chết started, nó không có phải đó đâu. Bắt đầu, đó là nơi bắt đầu của tất cả mọi chuyện á, là đấy hả? Ok, vô tìm hiểu mọi người. Chúng ta sẽ biết được cái sự thật ở đây. I've seen this room before. Huh? Ủa? Ủa? Here comes our hands. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hey, is it true you shot your pretty face off on basic training? And what kind of girl would want you now? Oh. Your wife didn't seem to mind. Thì không có ở đây đâu. Ơ như là đặc vụ á, Solider là quân đội. Ờ, hắn đang tới. Ôi, mấy ông này đang nói xấu tôi á mọi người. Bro. What the fuck, bro mất luôn hả bro? Đây rồi. Sir. Yes, sir. Oh, tôi là sếp hả? Butcher. Đi tìm cái butcher. À, tôi không phải là sếp. Oh. Oh. Sir. 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 Sao ai cũng kêu sơ sir hết vậy? Sir. Sir. Ủa, tôi là sếp thiệt á hả? Oh, oh my god. Cái này là thời chiến tranh mà. Alex Bomber. Nó mới vừa đập. Wow, 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 wow. Đạn thiệt luôn hả? Monarch, this is Foxtrot 1. We confirmed enemy soldiers at 2 o'clock. They are unaware of our presence. Out. Má kèm đỉnh dữ hả? Kèm hay dữ hả? Má tiếc một cái là tôi dịch đoạn mấy đoạn tiếng Anh đó, tôi dịch không có được á. Oliver Martin. Hồi nhớ đang đọc tên của những cái người làm những cái người lính đây nè. Keith Forst là người thứ ba đã đọc tên rồi.
Mình không được thấy nhiều hơn nữa. Người cuối cùng tên là Alice Ward. Mình chỉ thấy được nhiêu đó thôi. No. Má, ôi vậy là thiệt hả ta? Có nghĩa là cái lúc mà cái con Z nó chê thằng này là một thằng thất bại á. Cái ông cảnh sát chủ cũng nói vậy. Hình như cái thằng này là nó làm cái gì cũng thất bại hết trơn á. Ôi, ôi, ôi. Tôi mới thấy cảnh, ủa tôi bị ảo giác hả? Hay là thiệt? Tôi mới thấy có một cái ông quân đội nào đó bò lên á. Mấy cái đó là mấy cái người đồng đội của tôi đó mọi người. Ở cái khúc trước kia nó cũng có một cái đoạn là những cái người đồng đội đó của tôi á. Mà tôi nghĩ là nó qua rồi, bây giờ thì nó mới cho mình hiểu hơn về tại sao mình lại gặp những người đó. Ừ. Ừ. What? Có rất nhiều xác chết luôn. Ôi máu đổ ở đâu mà đổ xuống nhiều quá vậy? Nhiều quá vậy? Mưu đồ là kẻ sát nhân à? Khải khi chữ nhỏ quá. Khải cái gì with a lao quạch đem tu đồ con đất ở sập gai gạch attack còn ba ti tịch kill in the action. À, có nghĩa là khi mà một cái mệnh lệnh chiến đấu được đưa ra thì nó đã, nói chung là đã có những cái chết được có trong cái mệnh lệnh đó, ý là vậy á. Rồi không sao giờ không được, không hiểu. Hay là nó đang nói về cái sai lầm của những của cái thằng này á mọi người. Thằng này đã có rất là nhiều sai lầm rồi. Cái nhân vật mình đang chơi á. Oh. Cái gì vậy ông nội? Ông chạy đi đâu vậy? Rốt cuộc là ông đang chạy đi đâu hết ta? Cái ông đó mở cửa ra ông thấy tôi, cái ông chạy mọi người. Ông này bẹp thì chứ. Ông này bẹp dương. Không có đâu, không có đâu. Không phải ông sợ mình đâu, không có đâu. Làm nó đi, do it. Ủa cái gì đó vậy? Ủa tôi mới chặn một cái gì đó lại á. Trời ơi cái cột này mà nãy đi lên nó làm đèn, nó làm trắng như nè, tôi tưởng con cu má ơi. Ồ. Cái xác của cái ông gì kìa. Mấy ông có để ý là mỗi lần mà ở chỗ nào đó. Ơ. Sao lại ở đây? What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? Rốt cuộc phù thủy có phải là tôi không vậy? What the hell? What the hell? Có khi nào người đã gây ra tất cả những chuyện này chính là bản thân tôi không? Oh, cái cuối cùng mình cũng tìm được rồi. Đây nè, cái chỗ trong cái đoạn video. Cái đoạn băng không có tên. Ủa, rốt cuộc cái đoạn băng không có tên đâu. Không phải cái này. Không phải cái này. Không phải cái này luôn. Đây cái này, cái này. Đây. Ủa? Ủa quên, mình phải tu về chứ lộn.
Ủa khoan, vô này hả ta? Ồ, oh, thông minh. Nó tưởng nó làm khó được em Hiếu. Không có đâu, không có đâu. Có một cái tin nhắn. Ông ấy đang ở đây, cửa sổ. Ông đang nói cái gì vậy ta? Làm sao có bao nhiêu cái image, có bao nhiêu cái bức tranh, 4 năm tôi nhiều lắm. Là một người đàn ông tốt, Alice, what the fuck? Con Jet nó có gửi tin nhắn đó kìa. Em đã hy vọng vào rất nhiều, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều. Em không muốn anh phải nằm ở bên dưới. À, nghĩa là con nhỏ nó nói không muốn thằng này là làm bốt dâm. Bạn gái của này nói nè. Má hồn quá, nãy tôi có đọc cái tin nhắn. Tôi có đọc cái tin nhắn là hắn đang ở đó. Và hắn ở cửa sổ. Má mừng quá nên là tôi có phòng bị á. Tôi có phòng bị ở mấy cái cửa sổ á. Chứ không quả đó chắc đáy buồn nữa. Ồ. Ồ, nó đứng ở đó kìa. Đon lúc, mọi người nhớ không? Hồi nãy trong kia kêu sao? Đon lúc. Đừng có nhìn. Đừng có nhìn, chỉ cần đi thôi. Calm down, ok, chỉ cần bình tĩnh thôi. Calm down. Không có đâu. Alice. Ơ, manh mối nó dừng lại ở đây hả? Ở đây rồi. Ơ, cái cửa đó nó tự đóng luôn kìa. Tôi vẫn nghe tiếng giọng nói của một người con gái xung quanh cái lỗ tai tôi. Mình đã bị chặn đường rồi. Ôi. Shut up. Nhỏ đó kêu là tình yêu của em, thằng này kêu là không có đâu. Má nó rốt cuộc là tôi phải đi biết bao nhiêu lần trong cái ngôi nhà này nữa, từ hồi nãy tới giờ. Không đi được mọi người, không đi được. Quái vật đó kìa, sao đi? Năm thấy không? Giờ mới đi qua được nè. Ok. Alan Palmer. Ok. Ồ. Mình lại quay lại cái chỗ hồi nãy mình gặp cái xe ông cảnh sát ở đây mà. À không phải, chỗ mới. Sylvester Boy. Thằng này nó đang đọc về những cái tên của, hình như là những cái, đúng rồi, những cái tên gì đó đó. They're all dead. Tức, đúng rồi, tên của những người đã chết. À, những người đó đã chết vì thằng này. Nó đã giờ là nó đọc những cái tên mà những cái người đã chết. Thì ra đúng rồi, là đồng đội của thằng này đã chết vì thằng này. Hẹn gì thằng này bị ám ảnh, mọi người hãy cùng nhau làm những điều sau này. Trời ơi, má ơi, cái nón của đồng đội mình luôn.
God damn it. Lại là giống như kiếp trước nữa. Nhưng mà cái này là một cái hình khác. Si ba. Và chúng ta đang có mặt tại một cái ngôi nhà nào đó. Là bình thường, là bình thường ngoài đời là cái cửa nó có hay vậy không? Hay là chỉ trong game thôi? Thường ngoài đời chắc cửa không vậy đâu ha. Các ngoài thời đời cửa có vậy luôn không? Đồ này nọ đó. Bình thường cửa có đập vô nhau với lại tự mở vậy không? Hay là chỉ trong game thôi? Không có đâu, không có đâu. Ngoài đời không có đâu. Ai nữa đây? You're nothing. What? Failure. Lỗi của tôi. Mày nó nói là tôi chả là cái gì hết. Ui! Sát nhân. Ủa tại sao tôi lại là sát nhân? God damn it, Alice. Em đã lại không thể làm điều đó nữa. Nhưng mà em không thể. No. You did this. Failure. Đúng, má cái game đã làm ám ảnh về tâm lý thì luôn á, nói thiệt luôn á. Bro. Rồi sao tôi có mặt trong một cái căn Who that? Cái gì đó? Tôi mới thấy một bóng dáng của ai đó. No. Alice. No. Hãy tự. Đúng rồi, phải giữ vững lập trường Alice. Giữ vững lập trường đi. Rốt cuộc cái tiếng đó là cái tiếng gì nữa vậy? What the fuck? Bóng đèn mà tứa máu vậy hả? Biệp vậy? Ngoài đời có vậy không? Không có đâu. Rồi, lại nhận thêm được một tin nhắn nữa. Jet. Trời ma trước mặt kìa, không gọi, không nhắn gọi, hay gọi quá. Ủa, cái này lịch sử là bấm lộn, Matt. Mày, ngươi là ai, Alice? What the fuck? Sao hỏi tôi là ai? Oh no. Nó chạy rồi mọi người. Mày đứng lại cho tao. Mày phải đưa cho tao được câu trả lời rốt cuộc tao là ai và tao đã làm những gì. Thôi mày không cho tao câu trả lời cũng được, không sao. Tao tự tìm câu trả lời. Bình thường tính tao vốn lương thiện. Du lúc là du đét. Để cho coi thử cái rốt cuộc là cái con đó nó sẽ đi như nào. À nó đi qua vậy hả? Ok. Nó đi qua vậy thì mình đợi nó đi qua đây. Xong nó đi vòng về rồi mình đi lại qua kia. Trong đây mới có câu trả lời. Mà đợi cho nó đi qua đi.
Ok ok. Má tôi có một cái màn vượt qua cái con nó hơi bị hay luôn á. Trời, tự nhiên tôi đang nói chuyện tôi dịch cho mọi người, cái nhân vật này nó kêu tôi im shut up. Không có đâu. Không có đâu, tôi là người chơi mà sao. Rồi bị bắt rồi, bị bắt rồi. Chưa bị bắt, mừng quá, chưa. Mình vẫn còn đi được. Careful, cẩn thận. Game gì để trời, rốt cuộc là tại sao tôi cần phải rời khỏi cái con quái vật này vậy? Ôi rồi, oh my god, oh my god, oh my god, wow, wow, má ơi không chết lần nào luôn hả, đỉnh vậy Hiếu. Lại có tin nhắn, lại có tin nhắn. À, bạn không thể nhìn chính bản thân mình bên trong và nhiều hơn nữa, nhưng bạn có thể, là sao? Cái manh mối đó chỉ kỳ vậy. Nó chỗ nào có đèn là chỗ đó đỡ sợ, chỗ nào có đèn đỡ sợ hơn miếng á. Lại có một cuộn băng. Ồ. Get in the corner. Don't look at her. Connor. Connor là bạn của thằng Elite à? Rồi. Connor, rồi rốt cuộc thằng Connor là. What? Đó là Connor. Ủa Connor là thằng nào nữa? Ủa tại sao tôi chết? Sao chết hoài vậy? Cái đó là mình cần phải tua lại hay sao? Để coi thử coi. À, đúng rồi. Ở trong video nó chỉ là thằng Connor. Cái thằng Connor nó quay mặt vô tường. Đúng không? Cái video đó nó chỉ là thằng Connor chỉ cần quay mặt vô tường thôi. Cho nên là mình chỉ cần quay mặt vô tường thôi là được. Hiểu rồi. Ok. Ờ, thôi, đừng, nó kêu là nó muốn nhìn mặt của mình, đừng có quay lại. Đừng, bị hai vô, no, không được làm theo, không, đừng có nhìn theo. Ok, nice. Ok. Ok. À, cái vụ này gần nhà em á chị. Lát em kể chị nghe, chị đừng khóc. Vụ này gần nhà em. Tin em đi, cái này là có thiệt nha, chứ không phải là không qua đâu. Cái này có thiệt. Gần nhà em.
cái móng tay của này nó bị chóc ra hết luôn rồi đó. Ủa, Connor là góc tường hả? Trời ơi, tôi tưởng Connor là cái tên của con người má. Trời ơi, bịp. Ủa sao nó làm cho cái gói What are going on? What the fuck? Sao mọi người đều quay mặt vô tường hết á ta? Vậy tôi cũng phải quay mặt vô tường à? Ủa là sao? Rốt cuộc cái này là sao? Ủa là sao? Thằng đó là người duy nhất ở đây mà mình có manh mối luôn á. Chạy theo nó, chạy theo nó. Ôi, phụ nữ nữa hả? Má kia nó làm hay dữ mọi người. Nó đưa mình đi từ quá khứ này sang quá khứ khác, và nó chung quy lại, nó quy chụp mình là kẻ sát nhân, nó kêu mình là murderer, nó kêu mình là kẻ đồ tể. Hình như là cái ông nhân vật này đang phải tự đấu tranh tâm lý bản thân của mình á. Just spell. Cái ông ấy đã rời ra khỏi đây, có thể là vài năm trước. Đâu có đâu. Vẫn nghe tiếng ở bên đó mà. Ồ nè, có tiếng của con quái vật bên ngoài kìa. Làm nó đi. Do it. Hồi nãy tôi có thấy có một cái bà con gái cũng bận đồ giống vậy nè. What? Tao sẽ giết mày. Mày đừng có chạy. Đây đây đây, tới lúc mà chúng ta giết boss rồi mọi người. Mày đứng ngay đó. Quay lại đây. Mày thích như này đúng không? Mày thích như này đúng không? Đúng chưa? Con chó ghẻ. Con chó ăn cướp. Con chó què. Tôi chửi bò mọi người. Tao sẽ kết thúc chuyện này cùng với mày. Mày ra đây. Ủa sao cái webcam, cái máy quay của ông này mạnh dữ vậy ta? Nó có sơn không vậy? Sơn không mạnh dữ vậy má? Ủa? Khoan đã, sao tôi chiếu tới đâu là mấy người đó chết? Ủa vậy là tôi giết thiệt đó hả? Cái ông này là cái ông trong cái xưởng mà, còn cái ông hồi nãy là ông cảnh sát mà. Cái này là cái bà con gái này bận đồ trong cái lúc chiến tranh.
Cái thằng này là cái thằng ở ngoài cây xăng mà. Rồi cái bà đó là ai nữa? Quá nhiều luôn á. What the hell just happened? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì đang diễn ra? Đây chính là tầng hầm. Đây chính là tầng hầm nơi thằng nhóm bị giam nè, giam nè. Thằng Peter bị giam ở đây nè mọi người. Peter, where are you? Peter ơi, con đâu rồi? Oh my god. Có rất nhiều người đã chết. Thằng Peter đâu? Rồi phải cần có chìa khóa nữa hả? Chìa khóa không có ở đây. Carver, mày nghĩ chuyện này dễ à? Đứa bé nó không còn đủ thời gian để đợi mày đâu. Nó cần được sự bảo vệ của mày và nó muốn về nhà. Không, Elise à, mày không thể làm được điều đó đâu. Mày đang ở đâu hả thằng? Cũng đẩy. Tao mày hiện ra đi. Tao sẽ tự giết mày bằng đôi bàn tay của tao. Và tao sẽ phá hủy tất cả. Tao sẽ làm điều đó. Tao chính là tao. Khoan đã là sao? Tới đây, chìa khóa đang ở under the table và tao đang đợi mày. Under the table. Under the table là ở đâu? Under the table. Under là bên dưới, là table là một cái bảng. Đúng không? Nó ghi là under ở table, vậy là bên dưới một cái bảng lề hả? Ở dưới một a table là cái bàn hả? À, ok. Là bên dưới cái bàn. Đây rồi. Lấy được rồi nè. Hai biết má, tưởng ta bồ là cái bản lề. Tôi tưởng ta bồ là cái bản nha, là cái bản lề gì đó. Rồi sao mọi khúc này chắc bị hù á. Đây là ôi ôi, má ơi, game nó làm chân thật vậy luôn á mọi người. Nó để cho mình lèo, nó để cho mình chui vô luôn hả? Ủa? Vậy chẳng lẽ nhóm thoát ra được rồi hả? Ủa sao tôi chui cái tôi chui ra bãi chiến trường cái thời đó của tôi vậy? Ủa? Tại sao tôi chui ra khỏi bên ngoài cái gần cái nhà gần nữa? What the fuck? Tôi thấy hình như cảnh phiến quân nó cắt cổ lính kìa. Đang bị quân đội truy lùng á. Ô, thằng nhóc hả? Đang trốn quân đội. No, please. Oh. I'm not gonna hurt you. Cuối cùng. Please. Game đã làm hay từng cái chi tiết nhỏ luôn nha. Hàng như mình chơi có mấy cái cảnh mà tự nhiên cứ thấy bà con gái nhắm mắt lại á. You sick fuck. This is what you get, you fucking piece of shit. It's over. It's finally over. Shut up. All those people, children, I will rip your fucking heart out. Here anymore. You won't get out of it that easily.
free. Hey, I won't let you. She always wanted you to become. Shut up! What the fuck? No, no! Elite đã Raiden và Deathbed đợi Cycle tiếp tục. Và anh ta vẫn còn tiếp tục hả? No. No. Peter Parker, Peter vẫn còn đang mất tích và không biết ở đâu kìa. Có cái clue tu đời qua rịch bâu và cảnh sát trưởng, cái thi thể cảnh sát trưởng đã được tìm thấy tại cái Black Hill. Ông cảnh sát trưởng chết. Ủa tôi chơi chúng cái bé rồi, vậy là tôi chơi thành bad ending rồi hả mọi người? Tôi chơi chúng bad ending rồi. Vậy rốt cuộc good ending của cái game này nó sẽ là như thế nào? Good ending có phải là thằng này không chết đúng không? Good ending là cái thằng này không chết và tất cả mọi thứ là do này tưởng tượng thôi. Còn mà tôi chơi chúng cái bad ending rồi, do cái tôi chơi thành bad ending rồi, có nghĩa là tất cả mọi thứ là do tự thằng này làm nha mọi người. Và thằng này chính là người đã lừa thằng bé đó. Thằng này chính là cái người đã dắt Peter vô trong rừng, và chính nó đã sát hại Peter, và nó đã giết rất nhiều người khác nữa, chứ không phải chỉ có mỗi Peter không đâu. Và ngay cả cái con chó cũng bỏ rơi chính nó luôn. Và chuyện này không kết thúc, chuyện này vẫn cứ tiếp tục đi. Hồi nãy đó nói là cái Elite vẫn tiếp tục đi loanh quanh, vẫn tiếp tục đi vòng vòng vậy đó. Vậy là không có giết được, cho nên là tiếp tục sẽ những cái sẽ có thêm những người khác chết nữa. Game này có tới 8 cái kết lần ông già. Good ending là bé bò đến giải cứu và đồng đội giải cứu. Hay quá. Hello con khu Hoàng Minh Tân nha, có lời bà. Con bò nó cười khinh anh Yếu kìa, nó cười bà đó bà Huy Nguyễn ơi. Thằng đó nó bị tâm thần phân liệt mà. Đúng rồi, thì nó cũng nghi nghi rồi. Trời, tất cả mọi thứ là ha, đều do nó tự biên tự diễn hết đó mọi người. Bạn gái nó cũng bỏ rơi nó, con chó cũng bỏ rơi nó, những người đồng đội cũng bỏ rơi nó. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch.